Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 9 tháng 9. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày 9 tháng 9, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm trời có mưa rào, có nơi trời mưa to và trải đá có dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Tương tự, Bắc Trung Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm thì trời có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi thì có mưa to, tập trung ở Thanh Hóa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Còn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng và có nơi xảy ra nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông, có khu vực trời mưa to, chủ yếu ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 9 tháng 9. Miền Đông Nam Bộ ngày có lúc nắng, trưa không khí oi bức, chiều giờ tối thì tiếp tục có mưa rào, có nơi xuất hiện mưa dừa mưa to, chủ yếu ở Bình Phước, đêm không khí oi nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Miền Tây Nam Bộ trời ít mây, với các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, ban ngày trời nắng, trưa trời hơi oi, Chiều và tối thì nhiều khu vực trời có mưa rào, riêng một số nơi có mưa vừa mưa to, ban đêm trời ở nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Trong ngày 9 tháng 9, tỉnh Vĩnh Long, thì khu vực thành phố Vĩnh Long và các huyện thị được dự báo là ngày nắng gián đoạn, trưa không khí duy trì trạng thái oi bức, chiều do tối nhiều nơi có mưa rào, đêm phần lớn các nơi không khí oi và nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, gió Tây cấp 2, cấp 3. Thưa bà con nông dân, lèm lép hạt là bệnh hại phổ biến trên lúa trong tất cả các mùa vụ và trên mọi giống lúa được gieo trồng hiện nay. Diện tích lúa nhiễm bệnh lem lép hạt hiện nay là trên 7.000 hecta với tỷ lệ nhiễm từ 5 đến 15%, phân bố tại các tỉnh như là Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang và Trà Vinh. Bệnh do nhiều tác nhân gây ra, chủ yếu là do nấm và vi khuẩn. Ngoài ra thì bệnh còn do một số tác nhân khác như là bệnh đạo ôn cổ bông, thối bẹ, khô dằn, nhện dế, bọ xích hôi gây ra. Để hạn chế tác hại của bệnh và bảo vệ lúa một cách hiệu quả, theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, bà con nông dân nên sử dụng giống sạch bệnh, không xả quá dày để tạo độ thông thoáng trên đồng, giúp hạn chế sâu bệnh hại phát triển. Giai đoạn bón phân đóng đồng không nên bón thừa phân đạm bón phân cân đối hợp lý theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Từ sau khi bón đồng đến trước khi trổ, có thể bổ sung thêm các loại phân qua lá có chứa canxi và silic và các loại phân di lượng khác để cây phát triển khỏe, tăng sức chống chịu trước tác nhân gây bệnh. Chú ý là ở những ruộng gieo xạ dày, bón thừa phân đạm, ruộng đã nhiễm bệnh đầu ôm lá ở giai đoạn trước trổ thì bà con cần chủ động phun ngừa bệnh lên lép hạt hai lần vào thời điểm lúa bắt đầu trổ lẹt xẹt khoảng 5% và phun lại lần hai khi lúa đã trổ đều để bảo vệ năng suất, phẩm chất lúa khi thu hoạch. Ngoài ra thì bà con cũng nên lưu ý đến sâu bệnh hại khác trên đồng ruộng, đặc biệt là bệnh bạc lá vi khuẩn. Diện tích lúa nhiễm bệnh bạc lá hiện nay là 5.280 ha, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 25%. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.